bản thể của thập pháp giới. Thập pháp giới từ đâu mà có? Là từ trong tâm tánh biến hiện ra. Vì sao tâm tánh lại biến hiện? Đây là ngày nay có rất nhiều khoa học gia, triết học gia, tôn giáo gia trên thế giới, họ ngày ngày đang thảo luận, mỗi ngày đang nghiên cứu cái vấn đề lớn này. Thế nhưng mãi cho đến hôm nay chưa có người nào nói được rõ ràng, cũng không có một học thuyết nào thật sự khiến cho mọi người hết lòng mà kính phục. Quý vị nên biết, chỉ riêng trong Kinh Lăng Nghiêm là giải thích được một cách thấu triệt, rốt ráo nhất. Vũ trụ từ đâu mà có? Vạn vật từ đâu mà có? Rất đáng tiếc là hiện nay ở Tây Phương, các khoa học gia, triết học gia, tôn giáo gia không có nghiên cứu đi sâu vào Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm là nói những vấn đề này, nói được rất là thấu triệt. Tuy văn tự của Kinh Lăng Nghiêm không nhiều, toàn bộ kinh điển có khoảng 60 mấy ngàn chữ. Theo như ngày nay mà nói, tập sách có 60-70 ngàn chữ là thuộc loại sách nhỏ, không kể là rất nhiều. Tuy văn tự của kinh không nhiều nhưng nội dung của kinh rất là sâu xa. Nghĩa lý sâu xa như vậy, nếu chỉ nhờ vào lời nói thì rất khó giải thích cho tường tận. Tại vì sao? Về lời nói là có giới hạn. Hay nói cách khác, lời nói không thể biểu đạt được nghĩa lý sâu xa đó. Không những là lời nói có giới hạn, tư duy cũng có hạn lượng. Tức là sự suy nghĩ của chúng ta dĩ nhiên là phạm vi rộng lớn hơn lời nói rất nhiều, nhưng sự suy nghĩ vẫn còn có một phạm vi. Hay nói cách khác, tư tưởng của bạn vẫn không thể đạt đến cảnh giới rốt ráo. Phật tại trong kinh thường nói, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tâm hành tức là tư tưởng không đạt đến, ngôn ngữ không đạt đến, tư tưởng không đạt đến, tức là tưởng tượng không đến. Vì đó là cảnh giới chân thật. Nếu bạn đã lìa khỏi lời nói, đã lìa khỏi sự suy nghĩ, thì bạn hoảng nhiên đại ngộ, có thể đạt đến cảnh giới chân thật. Tuy đã đạt đến nhưng bạn cũng không nói ra được. Đây tức là cảnh giới mà trong Phật Pháp gọi là thân chứng. Bạn đã thân chứng. Lăng Nghiêm là bộ kinh điển chỉ dẫn bạn thân chứng đến tâm tánh. Nó có phương pháp hướng dẫn bạn đi vào cảnh giới này. Vào được cảnh giới này thì gọi là công phu tu hành. Cái công phu này gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Bạn có thể tu thành Thủ Lăng Nghiêm Đại Định thì bạn mới biết rõ tất cả vạn pháp tiền nhân hậu quả, ngọn ngành gốc gác. Cho nên khai trí huệ là Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định là trung tâm của bộ kinh này, là duyên khởi của tất cả pháp giới. Cái duyên khởi này tức là trong kinh vừa mở đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Ngài A Nan, tâm của ông hiện giờ ở đâu? Cho nên trong phần kinh văn này rất nổi tiếng, gọi là 7 lần tìm tâm, 10 phen hiển thấy.
Ngài A Nan là đại biểu cho phàm phu. Bạn hỏi tôi cái tâm hiện giờ ở đâu? Cái tâm hiện ở trong thân của tôi, không ở bên ngoài thân thể, thì bị Đức Thế Tôn bác bỏ. Lại nghĩ tâm ở bên ngoài hay ở chặng giữa? Ngài A Nan có thể nghĩ ra bảy chỗ, còn chúng ta thì nghĩ không ra. Ngài A Nan thật là rất thông minh, Ngài nghĩ ra bảy chỗ đều bị Đức Thế Tôn bác bỏ. Ngài A Nan mới thật sự thừa nhận sự tu hành của mình chưa được tự mình, đích thật vẫn còn mê hoặc điên đảo, nên cầu Đức Thế Tôn khai thị. Thì Đức Thế Tôn chỉ rõ thể dụng của chân tâm trong lục căn. Đó là khái lược trong phần kinh văn này. Tại mê viết Như Lai Tạng, tại ngộ viết tu chứng liệu nghĩa. Tức là khi mê gọi là Như Lai Tạng, đã giác ngộ thì lại thay một danh từ khác gọi là tu chứng liệu nghĩa. Liệu là hiểu rõ, đã hoàn toàn đoạn trừ mê hoặc mới có thể gọi là liệu nghĩa. Pháp môn niệm Phật này đích thật là liệu nghĩa trong liệu nghĩa, bởi vì trong kinh này là dạy tu Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, nêu ra giới thiệu cho chúng ta phương pháp gồm có 25 pháp. Tức là tại trong quyển thứ 5 của kinh này nói 25 viên thông, có 25 vị Bồ Tát đứng ra làm đại biểu. Các ngài đều là tu Lăng Nghiêm Đại Định, chứng được cảnh giới chân thật này, cũng tức là đạt đến tâm tánh, trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Phương pháp sở tu của 25 vị Bồ Tát đều khác nhau. Quý vị nên biết 25 cái phương pháp này là đại loại, là cương lĩnh. Nếu mà triển khai mở rộng ra, tức là 84.000 pháp môn, hoặc là vô lượng pháp môn. Đem vô lượng pháp môn quy nạp thành 25 đại loại. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là đại biểu cho pháp môn niệm Phật. Ngài tu chứng Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Hôm nay chúng tôi đặc biệt chọn lấy một chương này. Chương này là thuộc một trong 25 pháp, có thể nói là thù thắng bậc nhất. Cho nên gọi là tu chứng liễu nghĩa. Tại nhân vi Bồ Tát, tức nghĩa là đang trong giai đoạn tu hành gọi là Bồ Tát. Khi đã tu thành viên mãn, tại quả vi Thủ Lăng Nghiêm Vương. Khi bạn tu học đã viên mãn, cũng như việc học tập của bạn đã học xong, tức là tốt nghiệp, thì bạn lấy được văn bằng. Ở chỗ này gọi là Thủ Lăng Nghiêm Vương. Thủ Lăng Nghiêm Vương tức là đã tu thành công Lăng Nghiêm Đại Định. Nhất kinh yếu diệu, bất xuất thử hỷ, tức nghĩa là một bộ kinh quan trọng nhất, vi diệu nhất. Quán hạ tức là nghĩa lý thông suốt phần sau. Mật nhân vi đại nhân. Chữ mật này quý vị nên ghi nhớ, trong Phật Pháp tuyệt đối không có bí mật. Nếu như có bí mật không phải là chuyện tốt, tức là chuyện không cho người khác biết mới gọi là bí mật. Quý vị nên biết điều này. Trong Phật Pháp nó nói mật là thâm mật,
tức là nghĩa lý quá sâu xa, không phải người thông thường có thể lý giải được, cho nên là nói sâu xa là thâm mật, chẳng phải là bí mật. Bởi vì lý và sự rất sâu xa, lý và sự đều thâm sâu, nên thuộc về thâm mật, nhất định phải có trí huệ cao độ và trí huệ viên mãn thì mới có thể lý giải được, mới có thể hiểu rõ. Cho nên cái mật nhân này là đại nhân, thủ lăng nghiêm là cảnh giới của quả địa Như Lai, hay nói cách khác là cái nhân thành Phật. Bạn muốn hỏi cái nhân này là gì? Chúng ta thường niệm câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật này là mật nhân. Bạn phải niệm câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Vì sao niệm câu danh hiệu này sẽ được vãng sanh thành Phật? Đây không phải là một việc đơn giản đâu. Nhưng bạn cứ đi theo cái nhân này mà tu thì nhất định sẽ đạt được cái quả này. Nếu bạn muốn biết cái nhân này, kết quả đạo lý cứu cánh là gì, đó là vì đạo lý quá sâu nên họ không hiểu rõ. Y như nhưng họ đi theo phương pháp này tu hành sẽ được chứng quả. Sau khi đã chứng quả thì họ hoàn toàn hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu bạn chưa chứng được cái quả vị này, dù có nói cho bạn nghe, bạn cũng không hiểu. Đó là thật đấy, là thật sự đấy. Cho nên nói niệm Phật chỉ cần nhất tâm sinh niệm, niệm đến tâm thanh tịnh, đạt đến niệm Phật tam muội thì tự nhiên khai trí huệ. Cái trí huệ này là tùy theo công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Bạn niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì bạn mới có thể hội được một chút mật nhân. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì bạn lý giải được cái mật nhân này, thì bạn hiểu rõ, thì bắt đầu hiểu rõ, nhưng chưa thấu triệt. Muốn hiểu rõ thấu triệt thì phải thành Phật mới có thể hiểu rõ thấu triệt. Đẳng giác Bồ Tát cũng không thể hiểu rõ thấu triệt cái mật nhân này. Thật sự là thâm mật, liễu nghĩa là đại nghĩa. Chữ đại này là thông suốt cả phần sau. Vạn hạnh là đại hạnh, do đây mới biết pháp môn niệm Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm là một phương pháp tu hành quan trọng nhất. Vì sao chúng ta gọi nó là quan trọng nhất? Hay nói cách khác, trong 25 loại phương pháp, chỉ có phương pháp niệm Phật là thích hợp với chúng ta. Còn 24 loại khác, chúng ta muốn tu học cũng rất là khó khăn. Hay nói cách khác, trong đời này bạn không nhất định tu được thành công. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu học cái pháp môn này thì trong đời này bạn nhất định tu được thành công. Cho nên chúng ta gọi nó là bậc nhất, là thù thắng nhất, vì nó thích hợp với chúng ta. Những pháp môn khác tuy cũng hay, nhưng chúng ta tu không được thành tựu, không có kết quả. Chúng ta tu pháp môn này thì có được kết quả, rất thích hợp với chúng sanh của thời đại này, cũng tức là những chúng sanh trí huệ cạn, nghiệp chướng sâu nặng, hoàn cảnh cuộc sống không tốt, mà chọn lấy tu pháp môn này thì không có chướng ngại nào cả.